hòa trong không khí vui tươi phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 29, kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công đoàn Liên doanh Việt Nga Việt Sopetro ngày 28 tháng 8 năm 2022 tại sân bóng chuyền xí nghiệp dịch vụ cảng và cung ứng vật tư thiết bị XNGV, xưởng sửa chữa XNGV đã tổ chức giải bóng chuyền nội bộ. Giải bóng chuyền đã diễn ra thành công tốt đẹp với kết quả như sau: giải nhất, đội điện sửa chữa; giải nhì, đội xưởng cảng; giải khuyến khích, đội xưởng ô tô. Từ đêm ngày 25 tháng 9 năm 2022, bão NORU với sức gió cấp 13, giật cấp 16 sẽ đi vào Biển Đông, có khả năng gây ảnh hưởng đến các công trình biển thuộc khu vực mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, mỏ Thiên Ưng. Trước tình hình này, Ban lãnh đạo Liên doanh Việt Nga Việt Sopetro ngày 26 tháng 9 đã ban hành chỉ thị đến các đơn vị cơ sở, đảm bảo thực hiện đầy đủ tất cả các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để ứng phó với cơn bão theo kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Liên doanh Việt Nga Việt Sopetro. Từ đêm ngày 25 tháng 9 năm 2022, bão NORU với sức gió cấp 13, giật cấp 16 sẽ đi vào Biển Đông, có khả năng gây ảnh hưởng đến các công trình biển thuộc khu vực mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, mỏ Thiên Ưng. Trước tình hình này, Ban lãnh đạo Liên doanh Việt Nga Việt Sopetro ngày 26 tháng 9 đã ban hành chỉ thị đến các đơn vị cơ sở, đảm bảo thực hiện đầy đủ tất cả các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để ứng phó với cơn bão theo kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Liên doanh Việt Nga Việt Sopetro. Công đoàn bộ phận xưởng sửa chữa XNGV tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027. Công đoàn bộ phận xưởng sửa chữa XNGV tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027.